quay trở lại với Kizu Tony. Mọi người thấy khung cảnh đằng sau lưng Duyên quen quen không? Đây chính là sân bay ở Bangkok. Thì hôm nay thì mình sẽ mở đầu hơi lại một xíu, tại vì bây giờ mình đang chuẩn bị lên máy bay để đi về rồi. Hôm nay thì Duyên sẽ kể cho mọi người nghe Duyên sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào trong chuyến du lịch lần này tại Bangkok, Thái Lan nhé. Lần này thì đi ngắn hơn so với lần trước 2 ngày, nhưng mà lần này thì mình đi có rất là nhiều những cái hoạt động thú vị, cũng như là mình đã phát hiện ra rất là nhiều thứ hay ho tại Bangkok. Và cùng mọi người hãy trải nghiệm với Duyên xem Duyên đi ở những nơi nào nha. Let's go. Bé Bèo Ngọc đang ăn cùng với cả Triều. Em ngoài ở Việt Nam không gặp Thái Lan chứ còn con. Thưa các bạn, sau khi mà bố anh em chúng tôi gồm Triệu, Duyên, anh Hòa và chị Như, chúng tôi đã hoàn thành xong bữa trưa của mình và ngồi ở đây để có thể thưởng thức món tráng miệng, đó chính là món xôi xoài rất là hấp dẫn. Thì ở đâu đó xa xa kia, hai người anh em Bảo Ngọc và Tùng Phạm vẫn đang miệt mài với những món ăn rất là ngon. Hai anh em rất là hợp nhau cho khoản ăn uống tại lần đầu gặp mặt đầu tiên đó. Anh Hòa thì bây giờ vẫn đang miệt mài với những clip TikTok mọi người ạ. Miss Minh Triệu sau khi hoàn thành bữa trưa bây giờ đang đánh son để chuẩn bị ăn món tráng miệng nhau mọi người. Là con gái phải xinh. Hai chị em mình thưởng thức xôi xoài nhá. Không, mình ăn thêm ạ. Mình ăn rồi mình biểu cảm để cho khán giả thấy được là nó ngon như nào. Ăn nhau mọi người. Nó rất ngon. Nó rất là ngon. Còn em chưa thật. Nhưng mà em ăn xoài không? Em có ăn xoài không? Em ăn xoài không? Em có ăn xoài đâu. Ở đây em ăn xôi nha. Em mà xoài ngọt. Xoài ngọt nhau, xoài ngọt kìa. Kiểu chín tự nhiên, chín cây tự nhiên đó mọi người. Tất cả mọi người vừa ăn hết một cái đĩa đồ ăn rất là to, một bàn đón rất là to, nhưng mà sang đến món này là kiểu mọi người vẫn rất là tấm tắc em. Nếu mọi người có đến Central Embassy ở Thái Lan thì mọi người hãy ăn thử cái xôi xoài này nhé, của Ít Thái. Sau khi mà Duyên và mọi người ăn trưa tầng gọi là tầng hầm đi của Central Embassy thì bây giờ bọn mình đã lên trên lầu 6. Ở đây là một cái nơi mà có thể gọi là cà phê sách, nhưng mà cà phê sách ở Thái Lan nó là một cái rất là khác biệt nhau mọi người. Mọi người có thể thấy là đây là một cái không gian nó cực kỳ là rộng, kiểu mấy anh em mình đi với nhau ấy mà như là một cái mê cung luôn, là mấy anh em lạc nhau phải có nhau ơi nãy giờ. Đó, đây là một cái chỗ mà nó rất là nhỏ thôi nha, một cái khu này rất là nhỏ, bán những cái đồ mà kiểu giống như là kiểu mấy cái đồ handmade. Cái này chắc là làm từ sơ dừa này. Đó, rồi ở đây có rất là bán rất là nhiều những cái thư viện sách. Đó, chỗ kia giống như kia thì sẽ là thư viện sách, rồi là ở trên này sẽ tập trung rất là nhiều những cái bistro bán đồ ăn nhỏ nhỏ kiểu spaghetti hay là pizza. Nhưng mà chủ yếu ở đây là mọi người lên đây nhiều là để ngồi uống cà phê. Nhưng mà mọi người có biết lý do vì sao mọi người tập trung ở trên này uống cà phê nhiều như thế không? Tại vì ở đây có một cái view rất là xuất sắc luôn. Bây giờ tôi sẽ quay cho mọi người coi nhá. Rồi, đây. Oh my god. Có nghĩa là mọi người hiểu rằng là cái Central Embassy ở Bangkok nó là một cái nơi mà tập trung những cái brand, thương hiệu cực kỳ là đắt đỏ. Và chắc chắn rằng là ở một cái tòa nhà mà nó có gồm nhiều thương hiệu đắt đỏ như vậy thì nó sẽ phải sở hữu một cái view rất tương đồng như thế. Đây là đứng ở trên này là người mình có thể thấy được là toàn bộ trung tâm của Bangkok đẹp đẽ như thế nào. Và ngày hôm nay trời còn hơi mưa. Đó, trời hơi mưa thơ mộng. Để mấy anh em mình ngồi trên này uống cà phê. Đây, mọi người lấy bàn ở đây rồi. Anh Lê Thanh Hòa đang tác nghiệp để chụp những bộ hình lookbook cho Hoa hậu Bảo Ngọc nha. Chắc là mọi người còn đang bận rộn quá, thôi mình đi gọi nước nha. Bây giờ mình lại ra mình ngắm view tiếp nha mọi người.
kiểu cuộc đời mình là chỉ cần có một căn nhà mà có một cái view như thế này thì đúng là mãn nguyện rồi mọi người ạ. Trời ơi, thích lắm luôn ý. Mà trời ơi, sao Thái Lan mấy hôm vừa rồi thì rất là nóng, nhưng mà đợt này ngày hôm nay mình với cả các anh chị của mình tới đây thì trời hôm nay tự nhiên lại mưa, không còn nóng nữa. Và kiểu mọi thứ nó đều rất là hòa hợp với nhau khi mà ngồi ở trên một cái đỉnh cao nhất, một cái chỗ cao nhất của một cái tòa nhà được gọi là đẹp nhất ở Bangkok và nhìn xuống dưới đây với một cái view như thế này và trời mưa, trời ơi mọi thứ nó thực sự là tuyệt vời và lãng mạn. Hôm nay hơi lạnh nên là mình sẽ uống một ly chanh ấm. Nếu mà mọi người có đến với Bangkok và mọi người có dịp để mà ghé qua cái tòa nhà Central Embassy này thì mọi người đừng quên lên lầu 6 để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn view tuyệt vời như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ ngồi ngắm tiếp đây. Mọi người thấy cái tòa nhà này nó cao không? Tòa nhà rất là cao và rất là đẹp. Và bây giờ thì sáng nay là Triệu có tìm được ở trên TikTok một cái clip mà mình đi ra được cái tòa nhà này. Và kiểu tòa nhà này mình có thể ăn trưa ở một cái độ cao là 7 tầng 76 và sau đấy mình có thể đi skywalk. Thì ở tòa nhà này đây nè mọi người, Mahanakhon. Đó thì bây giờ mình sẽ vào đây booking cái nhà hàng Ojo đó để mà mình lên ăn trưa trước, rồi sau đấy là mình sẽ đi skywalk xem như thế nào. Có vẻ lần này là rất là có duyên với các tòa nhà cao tầng ở Bangkok. Thì ở trong tòa nhà này mọi người sẽ có, nó sẽ liên quan đến những thứ về công nghệ. Ở đây nó sẽ shopping, có một cái khu shopping là Firster này. Mình đi lên trên chỗ thang máy này. Đó, là mình sẽ đi lên shopping kiểu đồ dưỡng da rồi là mấy đồ công nghệ các thứ đồ đó. Còn ở phía bên này là để mua vé đi skywalk. Đây, cái này đây, đi skywalk. Chốc nữa là sau khi mà mình ăn trưa xong mình sẽ đi cái này nha. Còn bây giờ mình sẽ vào trong này để mà mình booking nhà hàng Ojo. Cái nhà hàng ở tầng 76 rất là đẹp. Cái skyride này là giống như kiểu là VR game á. Mọi người sẽ tưởng tượng là mình đang đứng ở trên cao và mình nhảy xuống. Đây là hình ảnh của tôi và bạn thân khi đi chơi này. Ôi trời ơi, sợ quá. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ôi, có sợ không Tony? Tony ơi, cảm giác của anh như nào? Run. Nói chung là cũng hơi sợ ở khoảng mấy giây đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên nhà hàng Skyview nha. Cái này mình sẽ phải scan đồ của mình. Nói chung là không cắt, không quay nữa rồi. Oh my god. Ui, chỗ này là đi vào, đi lên trên nhà hàng mà kiểu nó rất là huyền bí nha mọi người. Thank you. Trời ơi, hay quá trời.
Đây là cái chú quản lý của nhà hàng. Chú đang bảo là sẽ dẫn mình ở một cái chỗ mà đi chụp hình đẹp hơn. Ôi trời ơi, những gương mặt thân quen. Đi chụp hình. Oh my god. À cái này là không gian của họ luôn đúng không? Oh my god. Cái không gian này cũng là của nhà hàng luôn nha. Đến các món chính nha. Thì nhà mình có gọi cái này là gà nướng. Trông rất là hấp dẫn. Kiểu gà nướng da giòn luôn á. Ôi, nhiều này chắc phải nửa con gà. Cái này là cá nướng. Rất là thơm mùi thịt là nha. Còn cái này là món tôm càng. Món này nhìn ngon nè. Theo mình đánh giá đi thì đồ ăn ở đây thì mình thấy ngon. Mọi người nên thử. Nhưng mà hãy cố gắng làm sao để mà có thể ăn ngay khi mà đồ ăn vừa mới ra nha. Rồi, bây giờ mình phải ăn liền đây, không đồ ăn sẽ nguội mất. Enjoy! Và xin gửi tới mọi người, đây là meal của chúng ta sau bữa ăn ngày hôm nay. Đồ ăn rất ngon nhưng mà hơi lạnh một chút. Thì cái meal này có giá là 14.300 bạc. Thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 10 triệu. Khoảng gần 10 triệu thì thật ra Duyên nghĩ là ở với một cái view như thế này, ở một cái địa điểm như thế này và món ăn thì Duyên thấy là đồ ăn rất là chất lượng, vị thì tinh tế và kiểu đồ ăn rất là đầy đủ cho mọi người. Tại vì là mọi người ăn bằng này, món ăn thì tất cả mọi người đều rất là no và có thêm một chai rượu nữa. Thì đối với cái giá này thì Duyên nghĩ là cũng khá là hợp lý. Và ngày hôm nay khi mà mình ăn ở nhà hàng Ojo này thì với mỗi một hóa đơn với giá trị cho từng người là trên 1.000 bạc thì mình sẽ được tặng một vé Skywalk. Để chút nữa thì mình sẽ đi lên trên thể trải nghiệm cái dịch vụ đó. Và giống như kiểu là một cái dịch vụ mà tất cả mọi nơi đều nó là kính trong suốt hết. Và kiểu mình sẽ đi bộ trên những cái tấm kính đó. Thì Duyên nghĩ đây nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ mình cùng đi nhá. Bây giờ mọi người đi Skywalk nha. Ôi, nắng dã man. Đang mình đang đứng ở trên tầng 78 nha mọi người. Đây là kiểu Skywalk. Skywalk. Cái này là chắc là mấy bạn mà sợ độ cao thích lắm. Đây là chỗ mà chúng ta sẽ đi Skywalk. Chịu sợ không? Chịu ơi, chịu sợ không? Không. Chịu qua đi không? Chịu qua đi không? Tôi đi xuống coi. Tôi nhìn trông cứ như bị mù này trời. Anh nhìn xuống dưới đi. Dở quá nè. Nào hãy nhìn xuống đi. Mọi người tất cả góc này cái này không? Anh đúng rồi. Mình sẽ đứng lên nha. Mình đứng lên nha, cả nhà yêu mình sẽ nhắm mắt và đứng lên nha. Ôi.
sợ lắm nha, trời ơi. Đi đi, đừng vào đây coi, đừng lùi vào đây coi. Không nên sao tôi cô đơn quá, mơ một mình rất nơi xa. Thở lắm. Châu cảm thấy như thế nào khi mà chúng ta đang ở trên độ cao tầng 78? À, giống như mình đang ở dưới biển. Bây giờ rất là nóng và nắng. Nào bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lùi ra sau một chút nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách. Mình sẽ không nhìn lên trời nữa, và mình sẽ phải nhìn xuống dưới đất, đứng dậy một cách hùng dũng nhất. Trời ơi. Oh my god. 2, 3. Nó đã vượt qua. Thank you.
Thời tiết rất là đẹp, trời sẽ không mưa vào buổi chiều. Bây giờ thì mọi người đang đi qua bên chỗ một cái mall ở gần khách sạn của mình. Thì cái mall này là Duyên thấy là ăn uống ở đó nó sẽ rất là ngon. Hay là mọi người có thể đi cùng Duyên để coi xem có những cái gì ăn ngon nhá. Ở gần đây nó là xe chầu vua. Ở gần nhà mình là đây này. Nó có rất là nhiều những cái hàng đồ ăn vặt. Nhưng mà nếu mà mọi người mua ở đây thì mọi người nhớ deal giá nhé. Không là kiểu như là người ta sẽ thấy kiểu khách du lịch á, người ta lấy giá rất là cao. Mình ở bên Central World này thì đi thẳng lên một xíu là mình có thể mình đến cái khu vực mà bà bán đồ hiệu. Thì lúc nãy là Duyên với cả Triệu là mua được một vài những cái món rất là xinh của Vivienne Westwood này, của Colorfield. Đó, và bây giờ hiện tại thì mình đang ở bên cửa hàng của Diorzo để mà mình mua một vài những cái món đồ xinh xắn. Cái này là Duyên đang mua bộ đồ mặc bên trong của Diorzo, màu đỏ rất là xinh. Đồ của Diorzo ở đây khá là đẹp. Nhưng mà mình thấy nó hơi ít túi nha. Không có túi mấy, nhưng mà quần áo thì khá là xinh. À, thắt lưng nè. Đây là mấy món đồ nãy giờ Duyên với nhà Triệu mua. À, hôm nay mua được rất là nhiều đồ xinh. Mua được đồ của những brand mà mình yêu thích. Chỉ hơi tiếc là ở đây thì họ không có nhiều túi xách, nhưng mà quần áo rất là xinh nha mọi người. Như kiểu là áo Diorzo màu này nè. Màu này mình thấy mọi người chưa có mặc nhiều. Mọi người hay mặc kiểu màu đen rồi là màu hồng có cái chữ D to ở đây. Đó, ở đây cũng có mấy cái màu rất là lạ nhá. Màu vàng chanh này cũng xinh. Có màu này lên chiếc Triệu mặc rồi này, Triệu nhớ không? Triệu nhớ màu này không? Cái màu này là cái màu đầm mà đợt trước Triệu đã từng mặc rồi, nhưng mà nó không phải là áo, nó là một cái đầm dài body. Nhưng mà kiểu sang bên này xong rồi mình đi các môn của họ, kiểu mình cũng có thêm những cái nguồn cảm hứng cho mình để sau này mình để về mình làm thêm những bộ sưu tập rất là xinh xắn cho Thun. Mọi người nhớ ủng hộ cho Thun nhé. Đi một lúc mà mua được một đống đồ như thế này. Thôi, bây giờ mình lại đi coi và đi mua tiếp. Sau khi mà chúng tôi đi shopping mua bằng này đồ không nhiều lắm. Tôi đang đi túc túc nha mọi người. Trời nắng đổ lửa. Nhưng mà Gầu với Triệu thì vẫn đi túc túc cùng nhau. Thật ra là kẹt xe á mọi người. Giờ này bắt đầu ở bên Bangkok là kẹt xe rồi. Chào thấy hôm nay chúng ta đi shopping thế nào? Không được. Không được à? Không được. Ok đúng không? Vấn đề là tôi không hiểu lý do vì sao mà nếu mà đi Grab thì giá là 225 baht, nhưng mà đi túc túc nắng như thế này tôi lại đi 250 baht.
Có hiểu luôn, ôi trời ơi. Bây giờ hai bà đang nóng điên lên, rực hết cả người. Thôi nhưng mà thôi, đi này thì chúng ta sẽ được ngắm đường phố. Và Gấu sẽ quay cho mọi người coi. Bây giờ mình đang chạy qua bên M-Quarter, một cái môn khác. Thôi nóng quá. Kiểu là hôm nay là hầm luôn á mọi người. Hai hôm qua mình tới thì không nóng lắm, mà hôm nay nóng ghê. Thật luôn đó. Sau một hồi shopping thì hiện tại bây giờ mình đang ở một cái không gian mà nhìn rất là ấm áp và rất là dễ thương. Trong cái vlog lần trước của Kế Duyên Daily, khi mà Duyên đi Thái Lan thì Duyên cũng đã cho mọi người coi Duyên tới đến với cửa hàng After You để ăn đồ tráng miệng. Thì lần này mình sẽ đến với một cửa hàng đồ tráng miệng khác cũng đang rất là được gọi là rất là đang trendy, rất là đang thịnh hành tại Bangkok, đó chính là đây, Mew Toast House. Thì đây là cái tiệm bán bánh toast đang rất là nổi tiếng tại Thái Lan. Hầu như là tất cả các cửa hàng đều rất là đông. Và khi mà Duyên tới thì mình cũng cần phải xếp hàng. Trời ơi, ngon quá. Bánh đã ra rồi nè mọi người. Ta-da! Cái này là bánh toast với cả dâu. Cái bên cạnh như là bơ ấy. Ngon thế chứ lị. Còn đây là trà dâu, best seller của quán. Ồ, nóng quá. Này sữa hạt. So cute. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn và sau khi ăn xong mình sẽ nói cảm nhận của mình cho mọi người cùng biết về cái bánh này như thế nào nhé. Chưa cảm nhận vị thế nào? Rất là giòn, thơm. Nó hơi mặn mặn, nhưng mà có mật ong vào là ok. Cái bánh toast nó rất là giòn. Cái bột bánh nó rất là thơm. Hôm nay có rất là nhiều bơ ở bên trong ấy, mà kiểu mùi bơ rất là tinh tế, rất là thanh. Tất cả mọi thứ đều đang ngọt, béo béo, xong rồi thêm một cái chút chua của dâu nữa. Oh my god, chua ngon, vị rất là vừa phải. Ngon quá. Một đôi dép, một cái túi, một cái kính rất là xinh. Bữa giờ đi ở mấy cái mall kia chưa có cái gì xinh để mua hết, nhưng mà đi ở Siam Paragon thì có rất là nhiều thứ xinh nha. So cute. Và chất. À, inside. Ok. Thank you so much. Rồi bây giờ mình đi ăn thôi. Cái này phải ăn nha mọi người, ngon lắm. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Đó, vậy là hành trình của mình tại Bangkok 4 ngày 3 đêm đã kết thúc. Thì mọi người thấy vlog này của mình như thế nào? Thì Duyên nghĩ rằng là sau bao nhiêu ngày, chắc là khoảng vài tháng rồi mình mới quay trở lại để làm vlog. Thì Duyên muốn rằng là để cho mọi người xem những cái đó khác hoàn toàn với những cái vlog trước đây. Tất cả mọi thứ nó đều hầu như là những cái trải nghiệm thực sự của mình khi mà mình trải nghiệm ở nơi đó như thế nào. Và không thể thiếu được những cái review của Duyên hay là những cái sự cảm nhận của Duyên về tất cả mọi thứ mà Duyên đã trải nghiệm qua. Thì mọi người thích vlog
kiểu như thế này hơn, hay là mọi người thích những vlog mà trước đây Duyên đã từng làm, quay có máy móc mọi thứ, nó theo một cái tinh thần khác, thì mọi người thích vlog nào hơn thì mọi người hãy comment phía dưới cho Duyên để Duyên có thể biết làm cái vlog làm sao để cho mọi người xem thật là thích nhá. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích quay vlog theo dạng này hơn, tại vì nó đúng với những cái tinh thần mà mình trải nghiệm, cũng như là đúng với những cái mà mình cảm nhận về mọi thứ xung quanh mình như thế nào. Ok, xin hẹn gặp lại tại những vlog lần sau. Bye bye.